đi vào không ạ? Đi đi không bố ạ? Bố vợ ở đâu ở đây? Nó ở đây nhỉ? Được không? Alo! Vâng! Vâng! Cách cùng vào làm sao? Đấy ạ! Cái này nó cách tầm 15 phân kìa. Cháu vẫn còn cục kia thủ tướng kìa. Số cái đấy nào? Dựng tay này ngã cái đấy vào bố ơi. Đúng rồi. Cái chân này của người ta đi kìa. Chân này này mê lên. À đúng rồi, nó bảo mê lên ngã ngoài còn hơn rồi nhá. Ngã ngoài như nào? Để lên thế. Xong bây giờ cứ như này nha, dựng lên. Ừ. Không đủ thẳng vào. Không phải ngã ra, mê lên mê ngã vào lòng, ngã ra ngoài. Mê cái bản ngã lòng hay rồi này. Ô. Này, mê đi. Ừ, mê nhìn đúng rồi. Ừ. Phá là ốc cửa đủ phát vào xong. Ốc cái kia chưa? À. Thôi là, thôi làm cái lỗ hợp lý hơn. Nào, xuống nhá. Tôi đấy mà này để anh đây. Cho bạn đứng dậy nha. Cho đứng dậy luôn. Dậy là nào, đứng dậy là rất nhiều. Nhiều là nó thân chúng ta hơn, nó ngon hơn. Ừ. Dạ rồi. À. Ok, vậy thì cho mẹ xin lần đầu ra để bóng gặp cái ít còn tại sao hôm nay mình cứ như tôi nhỉ? Hỡi giời ảnh mà hôm nữa tôi à? Hôm mà bảy em bãi phước rồi nhỉ? Để em làm YouTuber quay. Mở cái công nghệ này khéo chỉ có mỗi anh em mình ấy ra nhỉ. Đây là nó bắt chiếc. Đây này bắt chiếc thơ cũng phải cho anh em bắt chiếc cái đường của bê nó lặng. Đúng không bác? Lúc này tôi nghĩ ra nhưng mà đấy, không biết là làm sao. Để thế em tùy từng nơi bác ạ. Đi vào cho kéo vào chơi. Đấy. Nói chung là tùy từng nơi là bác Liêm ạ. Tùy từng địa hình. Địa hình nhà bác đây mà chơi được cái ấy thì cháu đã gì? Chơi được cái xe thì cháu đã chơi, cái xe thì đã lép hơn. Một vé 82. Cái sầu đi. Cái đó. Cái sầu đi. Ui, cái con hồng không nữa các bạn xin đây. Có nào? Vợ ơi ngài. Ui, đẳng thứ em. Nói vừa bỏ hồng hồng nữa là gì em? Ôi, nhưng có việc gì đây? Anh đang đi làm. Cứ đi đi ngơi, tỉnh bày gì đâu nhà rồi. Người ta mà cho đấy sạch. Phao không sạch, chơi nó đổ. Chơi mình cường nó rỡ. Sạch cái cô. Sạch như nào? Xanh lên mẹ đâu. Cái này nó đòi vân nhìn như tao thì là cứ tiệm bọc. Vân ngang nó đẹp nhỉ. Vân nếu mà nó vân ngang thì vân đẹp. Đấy đi cụ. Đấy cụ. Rồi. Cứ tí nữa đi. Thôi được rồi, đây đâu là đây. Nào, ba thằng đi. Dạ. Dạ. Đấy. Đấy, như này thì xong ngay rồi. Cơ bản nhất nó cứng cái đây là nó không cứng cái đây thì người ta nhỏ ăn kia vào. Đi cụ cho em nhờ tí để quay cho khán giả xem cái mặt dưới phát này. Đã. Hôm xưa thằng Nam Định mình chuyển đúng như Hải Gái vừa nó gặp luôn mình nó quay. Nó bảo các bác ơi, các bác làm đơn giản không? Có bí là thôi mà.